Hãng hàng không Singapore Airlines xin thông báo chương trình sale đặc biệt mùa thu năm 2012. Hãng hàng không Singapore Airlines có các chuyến bay mỗi tuần vào các ngày Chủ nhật, thứ ba, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, từ Houston đến Singapore ghé Moscow để lấy thêm nhiên liệu, và từ Singapore nối chuyến đến các nước vùng Đông Nam Á, Sài Gòn, Đà Nẵng và Hà Nội. Để được hưởng giá sale đặc biệt về Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng, khách mua vé từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2012 và travel từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012. Xin gọi các văn phòng du lịch đại diện cho hãng hàng không Singapore Airlines để biết thêm chi tiết về chương trình sale đặc biệt này. Hãng hàng không Singapore Airlines chân thành cảm ơn cộng đồng Việt Nam và hân hạnh được phục vụ quý khách trong tương lai.